Dạ vâng, đến hay lại lên nhá. Đấy, thì hôm nay em xin trình là một cái bộ dàn mini. Bộ này thì em cũng nói luôn từ đầu nhá, là em sẽ để cho vị một cái giá phải nói là siêu sốc luôn nhá. Đấy, nó còn phải gọi là sốc hơn các bác hút thuốc lào buổi sáng nhá. Đấy, phê tại chỗ luôn. Thì cái bộ này tại sao mà em lại để cái giá ưu đãi như vậy? Bởi vì là đợt này được rất là nhiều các bác nhá quan tâm, lại đăng ký kênh và gửi bình luận đến rất là nhiều. Đấy thì để gọi là đáp lại cái lòng cái, tức là cái sự quan tâm của quý vị, nên là em xin phép là để một cái bộ dàn này và để kỷ niệm nhá, để kỷ niệm cho các bác. Đấy, kỷ niệm cho bác là nhanh tay, alo ngay cho em nhá. Đấy thì bộ này em sẽ để cái giá gọi là rất hấp dẫn. Với thông thường thì với những con loa, cái cặp loa mà đi với công suất nó chất như thế này nhá, thì giá của nó sẽ đâu đấy nhá, nó khoảng hơn 2 triệu. Đấy, nó rơi khoảng 2 triệu 7, 2 triệu 8. Đấy, tuy nhiên thì ngày hôm nay, duy nhất ngày hôm nay nhá. Đấy, còn sang ngày mai các bác có gọi đến cho em thì em cũng chịu nhá. Đấy, cô có gọi đến thì em cũng chịu, bởi vì em chỉ để duy nhất ngày hôm nay thôi. Và là chiên cho khách hàng đấy, đã một năm vừa qua nhé, đã cùng sát cánh bên cái kênh YouTube em cũng như là cửa hàng bên em, thì bộ này em sẽ để sốc cho quý vị luôn nhá. Đấy, giá của bộ này là 1.900.000, 1.900.000 quý vị nhá. Đấy, chỉ với giá là 1.900.000 quý vị đã sở hữu ngay một cái bộ dàn 7GX cực kỳ chất luôn. Đây quý vị nhìn giúp em này, loa này sướng chưa, không kém gì hàng đấu mạng nhá. Đây cái góc cạnh này, đây màu đã đẹp rồi này, đã vậy này loa này nó còn chất lư như thế này cơ mà, này không một tình trạng vết xước xác hay là gì luôn quý vị ạ. Này đấy, về phần công suất thì em này được trang bị công suất lên tới 70W, có nghĩa là tổng hai loa lên tới 140W. Quý vị cứ chơi trong cái không gian khoảng 25 mét vuông đổ lại cho em nhé, là vô tư nhá. Đấy, cứ 25 mét vuông đổ lại là quý vị cứ chơi thoải mái luôn nhá, trở kháng 6 ôm. Đấy, loa nó phải như thế này mới gọi là loa chứ quý vị này. Đấy, sướng không? Đấy, đã không xả thì thôi quý vị ạ. Đấy, đã không chiên thì thôi nhá, đã chiên là phải chiên những cái hàng nó phải đẹp như vậy mới bỏ công cho khách hàng gọi là sử dụng. Đây đấy, em sẽ xoay từ từ để quý vị có thể ngắm vuốt này, loa này. Đấy, ok chưa? Đấy, sướng chưa? Quá sướng đúng không ạ? Bát của loa đây thì là kích thước là bát 13 và màng là màng giấy kết hợp với dạng gân cao su. Tép này thì không phải là tép thông thường mà là tép dạng tép dom nhá. Đấy, con tép to bản. Đi với một con tép nó, con bát nó chất như thế này mà đi con tép thường thì đúng của gọi là hàng vứt đi đúng không ạ? Đấy, thế nên người ta phải ghép ngay một con chép đo vào đây để làm gì? Để khi cái tiếng bát nó đánh thình thình lên thì nó con chép nó sáng thì nó mới hòa âm với nhau được, nó mới tạo lên cái chất âm nó ngọt được đúng không ạ? Đấy, hình thức đẹp, chất âm hay nhá. Đấy, riêng với những con loại SX7 là gì thôi khỏi phải bàn đi, bác làm sử dụng rồi các bạn biết ngay. Tiếp theo thì quý vị có thể thấy ngay, đây là phần công suất ở đây, đôi căng nó đây nhá quý vị nhá, đây đôi căng. Đấy, đôi căng đây nhá. Đấy, bác nào thích về nó kính cong nữa thì về hòa tí xà phòng, sau ngâm tí nước vào, cho tí nước vào xong thả đôi căng vào ngâm khoảng 30 phút. Sau đó là dùng cái bàn chải cước mềm ấy, bàn chải răng ấy, chà nhẹ nhẹ đi cho em là nó mịn như da bé ngay nhá. Về công suất ở đây thì nó là dòng 7GX. Mà với cái dòng 7GX thì các bác biết rồi đúng không ạ? Đấy, cái chất âm nó ra nó rất là tuyệt vời. Đấy. Ok, thì ở đây là các cái phím điều chỉnh nhá, họ bố trí cũng rất là cẩn thận đây. Đấy, một hàng này đi theo cái vệt hình chữ L làm ngang này. Đấy, rất là tuyệt nhá. Chỉnh cũng rất là dễ. Đấy, lấy bài thì quý vị cứ lấy bài đây cho em. Đấy. Về chức năng thì gồm có gì đây? MD CD. Bên đằng sau có cái gì? Có kết nối điện thoại, kết nối máy tính. Có đường quang out, có sub để quý vị thích nghe thêm trầm thì cảm ơn cho em. Có em mấy em bác nào thích nghe đài thì cảm ơn đấy. Con này thì đấy thì cái phần CD ở đây thì em có thử đây thì thấy nó đang low dit, thì có vẻ là cái mắt nó kém quá thì phải sao quý vị ạ? Đấy, chắc có vẻ là cái mắt nó bị bụi quá. Đấy thì bác nào thích nghe CD thì về có thể kết nối nhá. Đấy, còn bây giờ em thấy trái cái CD đâu. Gọi là may may chăng thôi. Đại đa số thì bây giờ nghe điện thoại là chính nhá. Đây. Em sẽ kết nối điện thoại em thử luôn cho các bác thấy rằng là cái điện thoại nó tiện lợi như thế nào nhá. Đấy, mình thích cái gì nó có cái đấy. Đây, đấy, vào YouTube cái này, search cái gì nó có cái đấy, nó tiện lắm.
Đấy, nhiều khi dùng CD nó bất tiện cực kỳ luôn. Đấy, thì em cứ test điện thoại nhá. Ok nhá, đấy thì đã kết nối rồi là và quý vị vào YouTube kiếm một cái bài hát mình yêu thích, sau đó chọn này. Và bước thứ hai của quý vị là ở đây nó có input này, chuyển cổng cho em. Đấy, chuyển về đúng định dạng của nó, em đang cắm vào cổng line. Ok, thì lúc nào quý vị bật line lên là nó sẽ lên nhạc thôi. Và cho volume lên cho em. À, quý vị đừng quên là cho volume điện thoại lên nhá. À. Đôi xin tim buồn như mắt của người, chiều nào bên lối màu xin tim rào rạc theo sầu nhớ, cách chia xuôi biệt lên lòng xin như tim vỡ giữa trời tan, mất đi bao niềm tin. Tình xin không đem đến những yên vui khi sắc tim buồn. Ok, đấy là cái đường điện thoại và nó là rất tuyệt vời đúng không quý vị? Đây, quý vị thích cái gì thì search cho em nhá. Thích cái gì ghi vào đây cho em. Nó có hết, thích bài gì có bài đấy nhá. Đấy, rất là tiện. Nếu hoặc không thì quý vị có thể là cắm cái này vào trực tiếp vào máy tính cho em nhá. Cắm cái này trực tiếp vào máy tính. Đấy, hoặc là bác nào TV thì bác nào mà có cái jack 3.5 này cắm vào cho em là ok hết nhá. Đấy. Đây quý vị có nhìn không? Nhìn kìa, em này. Đấy, em cho tay vào này. Đấy. Đấy. Sóng ánh dập dờn luôn nhá. Đấy. 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 Đó, thấy không? Rất là chất nhá. Ok. Giá của bộ này đấy thì là 1.900.000 tròn nhá. Thông thường thì với những dòng này thì giá nó đâu đấy nó rơi khoảng là hơn 2 triệu, rơi khoảng là 2.6 2.7 với những con loa nó mà chất như thế này nhá. Đấy, tuy nhiên thì hôm nay xả sốc cho vị để gọi là trên khách hàng nhá. Giá là 1.900.000. Đấy thì bác nào chốt thì alo ngay cho em qua số điện thoại là 0966 594581 nhá. Địa chỉ 57A phố Hoàng Phường Mỹ Đình 2, quận 5, Từ Liêm, thành phố Hà Nội nhá. Dạ vâng, em xin phép được kết thúc video tại đây. Xin chào quý vị và hẹn gặp quý vị tại video tiếp theo em nhá.